Một bàn tiệc với những món ăn thuần túy Việt Nam không chỉ là nét đẹp văn hóa ẩm thực mà cần phải đem lại sức khỏe cho con người. Thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta ngồi trước một bàn tiệc rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc khác nhau. Nhân dịp này chúng tôi rất may mắn được gặp doanh nhân, nghệ nhân Lý Ngọc Minh, một người rất thành đạt và một người có cái tố chất truyền cảm hứng rất mãnh liệt cho nhiều người. Mỗi khi gặp anh Minh thì tất cả chúng ta đều có một cái cảm hứng rất là khỏe khoắn, rất là yêu đời và luôn luôn muốn làm cái gì đó để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có một tương lai mà tốt đẹp hơn bằng cái năng lực và cái sáng tạo của chính mình. Một trong những thành công quan trọng nhất của cuộc đời anh đó là bộ xứ dưỡng sinh. Cho dù bạn làm bất cứ cái nghề nào đi nữa thì mục đích duy nhất của mình là mưu cầu hạnh phúc. Mà khi không còn sức khỏe thì hạnh phúc sẽ không bao giờ đến được, cho dù bạn có bao nhiêu tỷ tỷ. Vậy cho nên cái sức khỏe là điều quan trọng nhất hết để chúng ta tạo dựng cái hạnh phúc trong cuộc sống. Nghệ nhân Lý Ngọc Minh đã chế tác thành công bộ xứ dưỡng sinh qua 15 năm miệt mài nghiên cứu, cũng chỉ để góp phần nâng cao sức khỏe con người qua việc nấu ăn. Hãy đến với món ăn đầu tiên. Món đầu tiên, thịt kho. Cái tên nó thịt kho là thịt kho gì? Thịt kho nước dừa anh. Thịt kho nước dừa. Rồi. Bởi vì mình kho với lại nước dừa, và nước dừa cũng là một cái đặc trưng của người dân miền Nam. Các món ăn hay có nước dừa hoặc nước cốt dừa này nọ ha. Đầu bếp Thu Hà đã chọn nồi sứ dưỡng sinh để thực hiện món thịt kho nước dừa. Với một đầu bếp chuyên nghiệp, sự chăm chút cho món ăn bằng nguyên liệu và gia vị vẫn chưa đủ, cần phải nâng cao hơn nữa vị ngon và độ tinh sạch cho món ăn bằng dụng cụ nấu nướng. Sau khi đã ướp thịt xong đủ thời gian là 2 tiếng thì mình sẽ bắt một cái nồi lên, mình cho cái nước dừa vô, đun cho nước dừa sôi như thế này nè. Dạ. Rồi, nó sôi rồi kìa. Dạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt kho vô. Mình muốn miếng thịt thẳng, thớm, đẹp thì mình phải cột nó lại để cho nó được đẹp. Lý do tại sao có sợi dây? Hồi nãy giờ mình để ý mà không biết lý do rồi. Bây giờ hiểu tại sao có cột sợi dây để cho nó thẳng cục thịt đúng không? Dạ. Còn không khi nó theo cái nhiệt độ nó sẽ cong lên, hoặc dạ, nó mớp vô, hoặc dạ, nó biến đổi cái hình dạng bắt đầu. Mình sẽ canh là 1 tiếng rưỡi trong vòng trong lửa nhỏ. Và khi đó mình sẽ giảm lửa nhỏ và mình đậy lại. Với cái nồi sứ này nè anh, khi mà mình đậy nắp lại á thì trong quá suốt quá trình mình kho đó thì cái thịt nó sẽ chín mềm ha, rồi nhờ tia hồng ngoại nó sẽ chín sâu chín mềm rất ngon. Nhưng mà có một điều nó khác với lại những cái nồi khác, đó là anh sẽ cái nồi thịt của mình nó sẽ không bị mất nước đi. Đó. Nó giữ nguyên cái lượng nước kìa, nó không bị giảm đi, nó không bị khô cạn đi. Dạ, nó không cạn nước đi. Đó, rồi thì sau khi mà mình đã nấu được 1 tiếng rưỡi với lửa nhỏ đó thì mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ múc ra khoảng chừng một nửa tô nước. Tô nước kho này nè, mình để riêng. Sau đó thì mình mới nêm gia vị vô, khoảng chừng 1 muỗng cà phê muối hột. Em sẽ nêm muối hột vô. Rồi em sẽ nêm thêm là khoảng chừng 2 muỗng canh nước mắm. Em sử dụng nước mắm truyền thống. Cho thêm là ớt vô nè. Rồi cả phần tỏi và phần hành mình đập dập vô. Rồi đậy nắp lại, kho thêm chừng 10 phút. Xong rồi, mình chỉ cần dỡ nắp ra, cho thêm trứng vịt vô để cho nó thấm cái màu. Và mình sẽ để thôi chừng 5 phút nữa thôi là món ăn mình đã hoàn thành. Bất kỳ gia đình Việt Nam nào cũng đều từng thưởng thức thịt kho nước dừa với trứng, là món ăn gắn liền với những nguyên liệu được nuôi trồng phổ biến ở nông thôn. Tuy cũng là món thịt kho nước dừa, nhưng chắc chắn việc kho thịt bằng nồi sứ dưỡng sinh phải có ưu điểm và sự khác biệt nào đó. Thịt kho đó mà muốn kho cho ngon đó, thì thông thường người ta kho 3-4 tiếng đồng hồ thì nó mới ngon được. Nhưng mà ở đây tôi tư vấn á, thì cái thịt kho không phải chỉ kho 3-4 tiếng mà có thể kho 7-8 tiếng, kho suốt đêm. Tại sao kho suốt đêm được? Là bởi vì khi nước nó sôi lên rồi thì bắt đầu mình nhặn nhỏ lửa lại mà vẫn giữ y cái nắp này lại. Nhỏ tới cỡ nào? Nhỏ tới cái xôi tim. Nếu mình muốn là mình sợ thì mình để xôi tim. Còn nếu như mình tin vào cái nồi này cứ thử đi, dưới xôi tim có nghĩa là 8-90 độ, tức là không sôi, thì mình sẽ nấu suốt đêm. Và chính nó không sôi đó đó thì nó vẫn chín, là tại vì nó bằng hồng ngoại, nó phóng cái tia ngoại, mà các bạn biết hồng ngoại nó hoạt động 20 độ nó hoạt động rồi.
Người mẹ, người chị nấu món thịt kho nước dừa thơm ngon, đậm đà hương vị quê hương, cũng là sự kết nối tình cảm người thân trong những dịp sum họp gia đình. Đặc biệt, trên mâm cỗ Tết, món ăn truyền thống này khó có thể thiếu được. Em sẽ kho cho gia đình của em nè, rồi kho cho tất cả mọi người luôn, giống như anh nói vậy đó, gửi gắm yêu thương vào. Nói chung là lâu lâu chỉ có một dịp lễ thôi, ví dụ em sẽ để dành những cái tay đừng có về nhà đúng không? Dạ đúng rồi, những cái bí kíp này em sẽ dùng một ngày lễ để em thể hiện cho gia đình em thấy em gửi gắm yêu thương. Ngày Tết mới nấu. Dạ, ngày mà nào mà nấu ngày thường luôn. Đúng rồi, ngày nào mà có dịp đoàn tụ gia đình em sẽ cố gắng thể hiện tình cảm. Thịt kho thì có nước dừa, nhưng khi luộc trứng thì nồi sứ dưỡng sinh lại phát lộ một tính năng đặc biệt. Không một giọt nước nào được đưa vào nồi trong quá trình luộc trứng, đem lại kết quả bất ngờ. Bây giờ các bạn bỏ một cái trứng lơ lửng ở đây, các bạn kiếm cái gì bạn làm một cái đinh kê, các bạn kê lơ lửng đây, thì các bạn để ở đây, nó không đụng đâu hết, nó vẫn chín. Các bạn có thể để như vậy, để lơ lửng ở đây, thậm chí chân không nó cũng chín nữa. Đầu bếp Thu Hà đã hoàn thành món thịt kho nước dừa. Bây giờ, chị mời quý khán giả thưởng thức một món khác nữa trong bữa cơm ấm cúng của gia đình Việt. Diễn viên Gia Linh đã từng ăn món này do mẹ nấu. Thu Hà, sau khi xong món kho, thịt kho trứng, thì người Việt Nam mình nó có cái thói quen này, ăn cơm phải có canh. Em đoán được cái đó cái gì không? Trời ơi, cái này vô có gì đâu khó anh, này là em nghĩ là ở trong là thịt rồi. Ở ngoài là gì? Sú đúng không anh? Rồi thôi để cho Thu Hà nói luôn đi, em nói hồi chặt lắc hết. Không, em nói đúng, thiệt đúng, ở vô em có sú. Ở Phú Yên thì bắp cải này gọi là bắp sú. Dạ anh sao quá anh không cải. Chị thấy không, anh không đâu có tin anh em. Ở Phú Yên đâu? Ở miền Nam kia là gì? Bắp cải. Ở miền Nam tên là bắp cải. À, Phú Yên cái bắp sú. Dạ bắp đúng cải sú. Rồi bây giờ cuốn cái gì? Cuốn với thịt heo. Rồi Thu Hà trình bày luôn đi, tại sao có món này? Món này á là ở miền Trung á cũng có hay nấu vào những dịp Tết hay là làm đám giỗ anh. Và bởi vì hôm nay á em cũng muốn thay đổi một chút xíu theo cái kiểu mâm cỗ miền Nam, thì thông thường á thì sẽ nấu là canh á, là canh khổ qua dùng thịt. Dạ. Nhưng mà bữa nay em thay đổi một chút xíu, em cũng muốn quay về truyền thống thì em cũng làm món canh bắp cải gói thịt. Thì như là Linh nói đúng là ở trong sẽ có thịt. Thì mình sẽ cho thêm giò sống để tạo chỗ kết dính nè, rồi cho thêm một ít nấm nè và một ít cà rốt băm để cho ăn nó có cái độ giòn giòn ha, và gia vị để cho nó thơm. Rồi mình chỉ cần trụng cái lá bắp cải cho mềm, sau đó mình cuốn lại thôi. Tiếp theo mình sẽ có củ cà rốt, chúng ta sẽ tỉa hoa và sau đó thì mình sẽ cắt lá thành những cái bông hoa như thế này. Những cái lát này nó dày khoảng chừng 2-3 ly. Trộn nhân, chúng ta sẽ sử dụng khoảng chừng 100g giò sống. Và phần thịt xay này thì chúng ta sẽ chọn ngon nhất là thịt nạc dăm. Vì trong thịt nạc dăm sẽ có một ít là thịt mỡ, cho nên khi mình nấu lên nó cũng sẽ ngon hơn. Mình sẽ xay ra hoặc là bằm nhuyễn. Nghệ nhân Lý Ngọc Minh đã thành công khi nấu thử nghiệm nhiều món canh rất ngon cho gia đình thưởng thức bằng nồi sứ dưỡng sinh. Để cho món ăn có màu sắc thì mình sẽ sử dụng khoảng chừng 2 muỗng canh cà rốt đã được băm nhỏ. Và trong món này thì mình sẽ sử dụng một ít nấm hương để tạo mùi thơm. Nếu như mà chúng ta muốn ngon thì mình cũng có thể luộc trong cái nước dùng. Thì giờ mình sẽ băm nhỏ. Ở đây mình sử dụng khoảng chừng 1 muỗng canh nấm hương băm nhỏ. Gia vị thì mình sẽ có là hành ngò băm, một ít hành tím băm nhỏ, đường thốt nốt, hạt nêm ngũ bàng, nửa muỗng cà phê tiêu. Sau đó thì mình sẽ trộn đều cái phần nhân này lên. Chúng ta sẽ dùng bắp cải, chúng ta sẽ luộc vừa chín những cái lá bắp cải, sau đó mình cắt cái cỡ vuông vừa như thế này. Mình sẽ đặt một ít nhân vào đây, sau đó thì mình cuộn lại. Mình sẽ đặt lên một miếng cà rốt. Mình sẽ cột hình chữ thập cái này lại. Cộng hành này cột cho nó đẹp. Đó là cái cách mà em cải tiến món ăn đó. Cái đó là ít ai làm kiểu tức này. Là không chỉ ăn ngon mà ăn phải đẹp. Phải đẹp nữa anh. Dạ. Đúng không? Ở quê em mà chỉ có cuộn lại là cột thôi đúng không? Thì không vô em là không đúng có rồi. Bên ngoài. Không có cái bông hoa này nè. Rồi với lại là lúc nãy chị nói có cái gì có giò trọng á, là ở vô em cũng không có giò luôn. Là quê em chỉ có là thịt bình thường thôi. Ví dụ như
Sao anh nghe kịp không? Nghe. Anh nghe không kịp, em đấu lại. Nãy giờ nói tiếng miền Nam chứ nãy giờ mà nói miếng tiếng miền Trung là hai anh em mình thâu rầu luôn á. Trong bữa tiệc ngày lễ Tết, bữa ăn họp mặt gia đình hoặc tiếp đãi bạn bè thì canh bắp cải cuộn thịt sẽ gợi lên nhiều nội dung thú vị xoay quanh câu chuyện văn hóa ẩm thực với những ký ức đẹp của mỗi người về chị và mẹ của mình. Đặc biệt, ngoài hương vị thơm ngon, có lợi cho sức khỏe vì dưỡng chất được giữ lại khá nhiều trong nội sứ dưỡng sinh, món canh còn được lồng vào một triết lý dân gian cổ xưa của người Việt Nam. Trong cái món canh này là cái gói cải, gói thịt thì nó có hình vuông, còn cái miếng cà rốt thì hình tròn. Rồi trong cái nồi thịt kho cũng vậy, cái trứng thì tròn, mà cái cục thịt thì nó là hình chữ nhật, nó cũng vuông vuông, đúng không? Thành ra gần như có một ông bà mình hồi xưa mà làm cái mâm cỗ ngày Tết cũng có ý thức về cái chuyện mà âm dương của trời đất, phải không? Rồi tức là hồi xưa là quan niệm là trời là tròn mà đất thì vuông, phải không anh Minh? Cho nên là mình nhìn là trong cái cuộc sống của mình là luôn luôn cũng mong muốn cái sự cân bằng, cho đúng nên không? Mình nói vuông tròn, cái gì cũng vuông tròn trọn vẹn. Nhất là trong năm mới thì mọi người rất là quan tâm đến cái điều này. Và đặc biệt là chúng ta thưởng thức một cái mâm cỗ mà sum vầy, đồng thời là với những cái yếu tố mà lúc nãy giờ chúng ta nói là về cái dụng cụ mà nấu nướng á, nó sẽ hỗ trợ cho những cái nguyên liệu thực phẩm tốt bằng cái phương pháp nấu hợp lý thì mình sẽ giữ gìn sức khỏe cho bản thân cũng như là gia đình mình được tốt hơn. Chú Minh cũng là một trong những cái người mà giúp cho những nàng dâu sau này sẽ ghi điểm trong mắt mẹ chồng đó chú. Tại vì sau này sẽ ví dụ mình sẽ mang nguyên cái bộ này nè, cái mình tới mình tặng xong mình nấu luôn là chứng tỏ bé này nấu ăn xong mà rau xanh quá chứ không nghĩ là do cái bộ nồi. Là mình được đánh giá cao. Khéo quá. Dạ. Bộ sứ dưỡng sinh được sinh thành từ tâm huyết, trí tuệ và động lực vì cuộc sống, vì con người của nghệ nhân nhân dân Lý Ngọc Minh. Ông cùng những người con của mình và các cộng sự đã dành trọn 15 năm tạo tác và trao tặng món quà quý giá đến mọi người với những mong ước tốt đẹp được gửi gắm giá trị đích thực của bộ sứ dưỡng sinh. Trước hết thì chúc cho mọi người sức khỏe dồi dào. Thì cái thứ hai nữa thì có sức khỏe dồi dào rồi thì mình mang đến cái niềm hạnh phúc cho mọi người. Bởi vì khi mình xử lý bất cứ một việc gì mà mình xử lý với một cái trí thông minh sáng suốt thì cái chuyện mình xử lý bao giờ nó cũng vuông tròn, nó cũng đẹp như món ăn nãy giờ mình nói. Những lời chúc của nghệ nhân doanh nhân Lý Ngọc Minh rất hy vọng sẽ là một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ cho người dân trong năm 2021. Là bởi vì để được thành đạt như ngày hôm nay, anh Minh thật có sức khỏe cực tốt, phải có một cái tinh thần rất là minh mẫn và có một cái sự kiên trì bằng tất cả những cái tâm huyết và năng lực của mình. Thì mong rằng những cái điều mà anh Minh đang có chuyển đến người dân và ai cũng có được cái năng lượng này để tiếp tục làm việc và sáng tạo. Cảm ơn em rất nhiều. Con thật sự rất là vinh dự ngày hôm nay được ngồi ở đây á. Thật sự là con cảm thấy là chú truyền được cảm hứng rất là lớn cho con, mặc dù con là một trong những người trẻ ở đây nhưng mà con cảm thấy may mắn là được gặp chú sớm hơn để con có ý thức về cái sức khỏe của mình. Giống như chú nói, trong cuộc sống là nếu như không có sức khỏe thì hạnh phúc nó cũng không đến được với mình, cho nên con phải cố gắng làm sao giữ sức khỏe và tiếp tục đi tìm hạnh phúc của mình. Cảm ơn chú rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, những người tham gia thực hiện chương trình Cuộc Sống và Những Điều Kỳ Diệu Sứ Dưỡng Sinh hướng đến sức khỏe cộng đồng, thay mặt cho anh Lý Ngọc Minh gửi đến quý khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới. Đặc biệt vẫn là lời chúc sức khỏe là trên hết. Sức khỏe chính là hạnh phúc, và hạnh phúc thì có sức khỏe. Và mục tiêu của chúng tôi khi thực hiện chương trình Cuộc Sống Những Điều Kỳ Diệu Sứ Dưỡng Sinh hướng đến sức khỏe cộng đồng cũng nằm trong cái ý niệm duy nhất đó, làm sao tất cả mọi người đều khỏe. Bằng cách gì? Bằng cách ăn và phương pháp nấu ăn mà chúng tôi đã giới thiệu suốt trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại khán giả.